À, cắt lấy cuốn vậy luôn á hả? Ừ, cắt điện vậy luôn. Ừ. Cắt phải có cuốn ngang nữa nha bạn, chứ không phải là lấy cái cuốn cành không nha, phải có cuốn ngang nữa nè. Đây là chiếc xe chở mấy chị công nhân đi hái dừa nè các bạn. 280 một ngày, hái từ 3 giờ tới 10 giờ đêm rồi. Dừa Mỹ này có giá không chú? Dừa Mỹ, dừa dày cũng không có giá hết. Dạ. Bữa còn quay cái đám dừa bên kia ta bỏ lại quá trời bỏ. Giá rẻ quá, chi phí người ta chở đi không được. Lần này lái nhà vườn cũng lỗ luôn. Lỗ luôn hả chú? Dạy tới hôm kia luôn nha các bạn. Ta lóc gom hết nha. Lóc gom với đám dừa. Đám dừa sọc Mỹ đồ đầy đủ hết các bạn. Nguyên cái đống dừa Mỹ luôn rồi các bạn. Quá trời không? Thấy đẹp không? Này dừa sọc Mỹ. Sườn đất trang trí quá trời đẹp luôn rồi. Ở trên đường mình đi vô đám dừa các bạn, bên kia đồi núi bên đây là ta trồng nông trường, ta trồng mía nè, cái chú dê quá trời đẹp luôn. À, nguyên đàn dê đi ăn cỏ nữa các bạn, đây mấy trăm mẫu ta trồng mía hết rồi. Để vừa thấy mê luôn các bạn, quá trời luôn nè. Này người ta bẻ qua ăn đợt các bạn, lựa mấy trái lớn ta bẻ qua hết đợt rồi. Còn mấy trái dừa dừa, có dừa Mỹ đồ luôn nha các bạn, dừa sọc Mỹ. Nguyên một cánh đồng dừa luôn nha các bạn. Đây dài qua tới bên kia luôn. Ừ, trái thấy mê luôn. Đây này nằm thẳng trên gò luôn nữa các bạn. Đó, bà con nông dân đã trồng thấy đã không? Wow. Mấy trái nhỏ nhỏ vậy ta bỏ lại hết nha bạn, ta không có bẻ nha. Nhỏ nhỏ ta bỏ hết. Ta chỉ lấy trái lớn thôi, trái lớn hiện nay tại ruộng thì giá 4.000, 5.000, 3.000, 2.000 cũng có, tùy theo loại nha. Thì đến tay người tiêu dùng là khoảng 8.000, 10.000, 12.000. Tại chi phí xe nè, rồi cước vận chuyển, rồi thuê mặt bằng để bán nữa các bạn. Nói chung là tới người tiêu dùng mình ăn 10.000 là ok rồi. Có bữa hổm tháng trước mình, nửa tháng trước mình có đi quay cái đám dưa trên kia, người ta bỏ lại luôn quá trời các bạn. Bỏ gần mấy chục tấn dưa á, nhìn thấy mà sót luôn. Này quay đám dưa này giá nó lên được chút rồi, trước có 2-3 ngàn, hôm nay lên được 4-5 ngàn các bạn. Quá trời ngon. Khúc này nó chưa bẻ nè, trái bự bự không nè. Này dưa nó tàn dây rồi, nó đầu nó bẻ rồi bạn. Quá trời luôn. Đây chia ra 2-3 tớp bẻ luôn. Lâu rồi. Quá trời dưa rồi. Đây mấy anh bẻ 2 phần đúng không ạ? Đập đường. Nghe em gọi là đàn. Ôi, nó đám dưa Mỹ nằm đâu chứ? Nãy mấy con có chỉ em xuống đây. Đó đó. Nè nè, qua chỗ cái mày ở bên đây này. Chút xíu. Qua bên đó ha. À, này. Dạ dạ, cảm ơn anh nha. Nó cứ cắt bỏ vô dưới giữa bạn, có xe mấy anh đó lệnh chở. Quá trời luôn. Cái này 2 ký mấy cũng có mà, 3 ký mấy, 4 ký cũng có. Ký mấy cũng có, tùy theo phân loại. Cái này là mới đem bẻ thôi. Cho chắc vô tao mới phân loại ra nha. Quá trời dưa luôn. Này mình đây chứ nhỏ nhỏ vậy là lấy luôn à.
Giờ cái đám dừa bên kia nhỏ nhỏ là bỏ lại hết rồi. Bước qua mình cái luống mình đây. Quá trời luôn. Nó cháy vàng vàng vậy rồi. Nó đỏ dữ lắm mà. Đỏ mà nó ngọt. Ủa. Đây như mấy trái này mà cháy vô Mỹ vậy nè. Nhìn màu đẹp ghê luôn mà. Vàng xanh gì đủ thứ hết. Đậu quét luôn nha các bạn. Nè, mấy anh có ấy thử ra ăn trái nè, trái này chắc hư vậy mấy anh làm thử ra nè. Không phải hư mà nó nứt các bạn. Đây, đậu quét luôn. Đó, bạn thấy đã không? Lần đầu tiên trải nghiệm được các bạn đi hái dưa hấu nha. Cái này là hái chứ không phải là mót nữa. Hái dưa hấu rồi mới đem lên điểm tập kết nha các bạn. Hái mà cũng còn sót nữa nè. Quá trời dưa rồi. Đó, nó chồi có mấy anh công nhân ảnh ở hai ba cái chồi luôn rồi. Cái trắng trắng là mấy cái giếng nước nha, giếng nước nào khoan á, khoan để ta tưới cây. Bên kia lúc trước người ta cũng trồng một đám nữa, giờ đám này đám thứ hai nữa mà. Quá trời vô luôn rồi. Bên kia xa xa là cái cánh đồng chuối mà. Đó, bên đó là cánh đồng chuối đó. Mấy cái bao người ta chùm mấy cái vùng chuối lại các bạn. Trồng chuối xuất khẩu. Mấy chục mẫu bên đó luôn nha các bạn. Sức mấy trái dừa này ngon luôn mà ơi, trắng phiếu luôn. Xong rồi mình chạy lên thì quay cái chỗ điểm tập kết cho các bạn coi nha. Đó, hai bên bà con ta cắt nè, cắt để hai bên đường. Hồi chút xíu có chiếc xe Honda chở xuống đi các bạn. Ủa bạn thấy đã không? Dưa như đốm đốm thì gọi là dưa lội ra nữa các bạn. Mà thật sự mấy trái mà đốm đốm vàng vàng đó, nó không có lót cỏ, nó nằm dưới đất á. Mấy trái đó ăn mới ngon á. Rồi bẻ nha, 2, 4, 6, 7. Mấy chị công nhân ở trên kia khoảng 10 người nữa, 17 người bẻ các bạn. 17, 18 người bẻ cánh đồng dưa. Cái trái này nó bự nè. Trái này chắc khoảng 4-5kg luôn á. Quá trời dưa. Đổ mồ hôi hết đã anh. Bẻ này tới khuya mới về hả? Hai giờ đúng mô mì á. 6 giờ hả? Tại hai tấp khác hả? Tấp bên kia khác, tấp này khác hả? Đi là làm cả đêm luôn á. Ở bên kia nghe nói làm tới 10 giờ đêm mà. 10 giờ đêm luôn á. Vậy là phải có đèn đổi đầu hả? Nó có đèn á. Dạ. Vậy anh là chắc ở khu trong trời phải không? Trong trời nè. Dạ.
Mình là trong ở cho là đông đầu tiên vô đây làm luôn á, làm dạ. Cũng vừa luôn á. Đúng rồi. Tập kết về trên kia hả? Ừ. Quá trời luôn này. Này cỏ nhiều chắc cắt mốt chắc sót à. Đám này cỏ nhiều ra cắt sót à. Sót chứ. Mấy anh móc dừa anh thoái lắm á. Ừ. Cỏ quá trời cỏ. Thấy mấy đám bên kia đâu có cỏ nhiều. À, cắt lấy cuốn gì luôn á hả? Ừ. Cắt điện như vậy luôn. Ừ. À, cắt phải có cuốn ngang nữa nha bạn, chứ không phải là lấy cái cuốn cành không nha. Phải có cuốn ngang nữa nè. Giờ phải cắt 2-3 kéo mới được. Đó, mấy anh kia anh chạy xuống anh chở quá trời luôn rồi kìa. À, cảm ơn anh nha. Yeah. Nguyên xe giờ đang chạy xuống chở nè bạn. Chứ không to nhiều bạn, cái khúc này không có to nhiều. Trải nghiệm cảnh này thích không các bạn? Các bạn xem kênh mà thấy hay cho mình xin được like, được đăng ký kênh nha. Mình đi quay cái mấy cánh đồng dưa rồi cô bác mình vẽ dưa, chắc dưa cho bà con coi ha. Cảm ơn bà con đã ủng hộ kênh Cuộc Sống Miền Đông mình nha. Này đám dưa hấu đang bẻ các bạn, có mấy con bò nữa là mê lắm nè. Dưa vừa bẻ xong mà bò lại tới là ngon lắm nha các bạn. Mấy dưa mà dạt mót rồi đó. Đó, bà con nông dân mình đang chảy dưa lên nữa các bạn. Chứ là đã bẻ xong rồi, chắc vô đóng hết rồi. Giờ bắt đầu ta chở lên đem về bãi tập kết. Giờ mình cũng theo chân mấy anh luôn nha. Theo chân mấy anh đem về bãi tập kết, mình coi nó ra sao nha các bạn. Quá wow, trời dưa. Ngày anh nói là bẻ khoảng 50 tấn, 70 tấn. Chiếc xe chở mấy chị công nhân đi hái dừa nè các bạn. 280 một ngày, hái từ 3 giờ tới 10 giờ đêm rồi. Từ bên Tây Ninh qua bên Bình Dương nha. Đây mình đi quay cái đống dừa ta chở lên nè các bạn. Ngày bẻ bình quân khoảng 5-70 tấn nha. Quá trời dừa luôn. Dừa lộ này lộ kia cũng có hết. Đây dài vô tới chổng luôn các bạn. Thằng nguyên cái cọng dưa luôn. Cái clip trước mình có quay đó, cái quay là người dân bỏ lại khoảng 20 tấn đó các bạn. Nó cũng nhiều, cỡ đám này á. Lúc này sáng giờ ta bẻ chắc cũng được 20-30 tấn, 30 tấn. Quá trời dưa luôn nữa mà. Sắp có dưa thối gì tùm lum trong đây luôn. Đây dài lên tới bên kia luôn nha. Đây có dưa Mỹ nè các bạn, dưa sọc Mỹ nè. Mỹ các bạn.
mấy chục tấn luôn, đầy dài tới đằng kia luôn các bạn. Đây dưa Mỹ nè bạn, quá trời dưa luôn. Khu này là dưa Mỹ không các bạn? Vừa mấy anh kia anh tập kết anh trở về. Quá trời dưa luôn. Nhìn thấy dưa Mỹ thấy không bạn? Trái đẹp sọc sọc đẹp ghê luôn. Đây dài qua tới bên kia luôn bạn. Lúc này là nguyên đám này lắm dưa Mỹ không. Chắc ta phân loại ra mà. Bên công nhân là hãy chở dừa cho đem như đây không có đi. Vô bãi tập kết này. Chụp hay không quay phim. Dưa Mỹ này có giá không chú? Dưa Mỹ dưa dày cũng không giá hết. Dạ. Bữa con quay cái đám dưa bên kia người ta bỏ lại quá trời bỏ. Giá rẻ quá, chi phí người ta chở đi không được. Bên này lái nhà vườn cũng lỗ luôn. Lỗ luôn hả chú? Chú chủ đây. Đưa đây. Chở từ cánh đồng ra bỏ ở đây các bạn, tính theo đầu xe chủ cứ nói đợt này cũng lỗ luôn các bạn ơi, giá vừa rẻ quá trời rẻ. Vừa thấy bê luôn không bạn, chở xong về bỏ xuống nha chú. Này xe tải ngày mai nó mới vô hả chú? Tối hả? Này xe tải tối rồi mới chở hàng mà, đi hàng trong đêm luôn. Cái này chắc cũng phải lựa ra phải không chú? Lựa hết. Ba trời dưa. Chở này có miếng nguyên liệu các bạn, không có dập dừa. Quá trời đám dừa luôn. Chạy qua tới bên kia luôn các bạn. Xin kết thúc video, cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Chúc cả nhà mình ngày mới an lành hạnh phúc. Mọi người xem kênh cho em xin lượt like, lượt đăng ký nha các bạn. Chào các bạn.